cập nhật đến mấy vườn ở lò đường mấy bạn. Xà no lò đường, đây là cầu lò đường Xà No. Bên đây thì còn đúng đáng lẽ là châu thành Hậu Giang, nhưng mà nó còn của Cần Thơ. Cập nhật cho các bạn xem mấy vườn mà mình la làng là mình nói là cắt cành mà nhiều quá mấy bạn, cắt mà tới nỗi mà chừng cái cây luôn nó. Sau khi làm quy trình với mình 45 ngày nên bạn thấy nè, bữa nay lá nó xanh gì hết nè. Đó, giờ phun những dòng dưỡng bên mình. Đây các bạn thấy. Do cái bờ này nó nhỏ quá các bạn. Cây nó ra tới mương hết trơn rồi. Mình đi cái bờ ra bên đây chứ mình không đi cái bờ bên được. Nha. Thì mục đích mà mình làm cái video này á là mình nói cái cách mà mấy bạn lấy cơ đọt, tức là lá nó già là như thế này hết rồi ha. Thì bắt đầu mấy bạn xách hũ cơ bón cho mình, đem hũ cơ bón cho mình ha. Bên mình có phân phối cái dòng hũ cơ của Bỉ á mấy bạn. 235.000 một bao. Gửi tới nơi thì 240, bán tại cửa hàng thì 230. Đó, nhập Bỉ nhập khẩu nguyên con nha. Đó, như cây như thế này nè. Lá già như thế này hết, xanh rì hết nha. Thì mấy bạn bón cho mình, lấy hũ cơ bón cho mình. Cây này ít nhất là 3 kg ha, 2 kg tới 3 kg. Nó ai có điều kiện thì bón 3 kg, 4 kg. Đặng mình lấy một hai cái được nữa là bắt đầu mình quay lại mình làm chạy. Đó, mấy bạn thấy cái bộ lá mà nó phun được những cái dòng dưỡng bên mình á. Đó, là bắt đầu nó xanh như thế này hết nha mấy bạn. Từ lúc làm gì với mình á, mình cho hạn chế NPK dữ lắm nha. Đó. Đâu phải có NPK hay là có DB cái cây mình nó mới xanh đâu mấy bạn. Mấy bạn thấy nè. Để chút xíu mình qua mình quay cho mọi người xem. Tức là chủ vườn này đã bón hữu cơ rồi ha. Và đã phun một cửa gầy rồi và một cửa dưỡng, một cửa mentos với Aminori của mình rồi. Đó. Rồi cửa xa mình cho chủ vườn phun nhẹ lại, phun cái Vino 79 của mình. Đó mấy bạn thấy. Ha. Đúng cái dàn lá của mentos nha, đúng cái lá của mentos. Đây. Đó, bón hữu cơ rồi, cách đây năm mấy ngày rồi ha, đã phun ngày rồi. Rồi, bắt đầu, tiếp theo làm gì mấy bạn? Tiếp theo mấy bạn lấy NPK bón cho mình ha. Thì tháng mưa này á thì mình khuyến cáo là mấy bạn đi những cái dòng mà 3 số 15, 3 số 16, 3 số 7, 3 số 18, vân vân ha. Đi những dòng cân bằng như thế ha, làm cho nó đủ đạm nè, lăng kali ha, nó cân bằng. Nếu mà tháng mưa này á mà mấy bạn bón những cái dòng mà đạm cao á thì thứ nhất là đạm nhiều như thế, tại vì tháng mưa này á, nước mưa ông trời ông cho mình rất là nhiều đạm rồi, cây mình không thiếu đạm đâu mà sợ ha. Đi những cái dòng đạm cao như thế ha, mấy bạn bón những dòng đạm cao như thế nó sẽ rất là dễ gì bị xì mũ. Đây mình qua mình quay cái đọt là mình nói luôn cái cách mà cái thời điểm mà mấy bạn phun gầy và cái thời điểm mà mấy bạn bón là NPK nha. Đây mấy bạn ha, tức là cơ đọt như thế này nè. Đó, này trước đây là 7 ngày là mình đã bón hữu cơ rồi nha. Đó. Bắt đầu cái cơ đọt nó ra như thế này, nó sáng cái mũi chỉ như thế này ha, mũi chỉ hoặc là hạt gạo, người ta hay nói là hạt gạo đó mà. Nó sáng cái mũi chỉ như thế này, bắt đầu mấy bạn lấy NPK mấy bạn nhấp cho mình nha. Thì bón á, phân á từ gốc này ra cái gì nó lá nó mới làm theo đâu phần mà phun thuốc rửa gông gì đâu, nó mới phun cái mentos của mình tự động cái da cây nó sáng lên như thế này luôn các bạn. Đó ha, tức là rồi cốt lõi là vấn đề, tức là khi mà cái cây của mình á, lá nó lụa nó già nó xanh như thế này hết. Đó. Bắt đầu mấy bạn lấy NPK, mấy bạn lấy hữu cơ mấy bạn bón cho mình 2 kg tới 3 kg ha. Nếu có điều kiện thì bón 4 kg. Rồi. Bón xong 7 ngày sau bón NPK cho mình. Rồi, thời điểm phun gầy, tức là thời điểm cái cây đọt nó ra như thế này là mình đã phun gầy. Có một số khách hàng điện cho mình nói á, tại sao cũng phun gầy. Cũng phun một tháng phun 3 lần 4 lần vậy đó chẳng hạn. Nhưng mà phun vẫn bị gầy một chút chết thúc ha. Thứ nhất là do thuốc, thì thứ hai là do thời điểm mấy bạn phun gầy có hợp lý không. Đó, mấy bạn chọn thời điểm như thế này nè, tức là như thế giai đoạn này con gầy nó đã để cái trứng trong này rồi ha. Ha, thì mình phải diệt từ giai đoạn này. Đó, mình diệt từ giai đoạn này, từ giai đoạn mà cái cây nó chuẩn bị đẩy cái cơ mạnh ra. Đó, mình phun một lần 7 ngày sau hoặc là 10 ngày sau mình phun lại một lần nữa ha. Giờ tới 7 ngày sau lá nó mở chuẩn bị lụa, mình phun một lần nữa là mình bảo vệ được gần như là hoàn toàn cây đọt của mình ha. Đó. Nhưng mà thuốc gầy á mấy bạn, mình định làm một cái video về cái thuốc gầy này, nhưng mà mình sợ bị đụng chạm nữa bạn. Mình nói á, nhiều cái thuốc mà người ta ra không đúng cái chuẩn á thì sẽ đụng chạm tới những cái dòng thuốc đó thì mình không làm video được nha. Thôi thì mình chia sẻ vậy thôi đó. Ai muốn hỏi về thuốc gầy thì cứ nhắn tin cho mình, nhắn tin riêng cho mình sẽ chia sẻ hết đó. Mua sản phẩm của mình hay không mua sản phẩm của mình vẫn chia sẻ nha. Đó. Rồi xong, món NPK xong.
bón hữu cơ xong, quay lại đón nội ca xong rồi phun gầy nha. Đó, chú gầy đã phun hôm qua rồi mà. Đây các bạn thấy nè, làm sầu riêng lá nó phải bự như thế này và nó xanh như thế này nha. À, những cái nấm hồng này nè, nó khô hết rồi, nó khô hết rồi. Đó, thuộc miền tốt của mình nó khô hết. Đó, nhắc lại ha, thời điểm cơ như thế này là bắt đầu phun gầy nha, phun gầy cộng dưỡng cho cây của mình nó đủ dinh dưỡng, đẩy cơ mạnh ra. Rồi 7 ngày sau, 10 ngày sau quay lại phun gầy một cữ nữa, cộng dưỡng cho nữa ha. Thì thường thường mình cho xen kẽ như thế này các bạn. Cữ đầu tiên mấy bạn phun cho mình là Mentus cộng với Aminori. Cữ thứ hai mình có thể cho nhẹ lại, mấy bạn phun Aminori hoặc phun cái Innovichính với mình nha. Để mình qua đây mình quay trên cộng thể. Cữ sau mấy bạn quay lại phun Innovichính với mình hả. Rồi cữ sau mình quay lại mình phun Mentus cái nữa là tuyệt vời nha. Nhưng mà nhớ cữ nào cũng cộng gầy vô nha, cây đang đẩy cơ rất là mạnh thôi. Nói cái vụ này 20 ngày sau tới 30 ngày sau mình sẽ cập nhật lên cho các bạn thấy nó tuyệt vời như thế nào. Mình đi với quy trình của mình đó các bạn, nó rất là nhẹ tiền, nó giờ nó rất là nhẹ công luôn. Mình thấy gì đâu mà có một số khách hàng nói với mình đó, là 10 ngày chỉ tưới humic một lần, 10 ngày 15 ngày chỉ bỏ khoáng một lần, nó đâu có đúng đâu. Mình làm phải đúng từng quy trình, từng giai đoạn thì thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là cái cây mình nó phát triển tốt, và mình nuôi một đứa con thì mình phải hiểu ý của nó thì nó sẽ phát triển như ý muốn của mình nha. Còn mình cứ cho ăn phà như thế nó không đúng đâu nè nha. Rồi ok hả. À, nãy giờ quên nó cái vụ humic đó là, tức là cái lần đầu tiên lá lụa dài như thế hết, mấy bạn bón hữu cơ xong mấy bạn quay lại mấy bạn tưới humic cho mình, gãy humic cho mình ha. Có thể chọn với phân humic của mình á, có thể chọn với phân mấy bạn tưới bình thường ha, có thể chọn với phân mấy bạn gãy luôn bình thường rồi mấy bạn quay lại mấy bạn tưới nước. Hoặc là nếu mà tốt nữa thì mình khuyến cáo là tưới humic trước đi, bắt đầu mấy bạn bón hữu cơ xong 7 ngày sau mấy bạn bón 50k lại và bắt đầu cái đợt của mình nó sáng mũi dễ như nãy mình nói đó, là mấy bạn phun ha, phun Mentus cộng với cái Aminori hoặc là cộng với cái Vino 79 cộng sâu gầy bình thường nha. Đó, mấy bạn phun là xong rồi, 10 ngày sau mấy bạn phun lại, mình phải làm đúng giai đoạn như thế mình mới giữ gầy được nha bạn. Rồi ok, làm cái video ngắn vậy mày, cái quy trình lấy cây bên mình thôi ha. Đó, mấy bạn thấy nó xanh rì và đều gan phân phát như thế ha, sầu riêng như thế mới chuẩn nha bạn. Đó, giờ mình làm rất là nhẹ ha, từng bước hết, làm gì gõ gàng hết thì cái sầu riêng nó phải đẹp thôi. Rồi ok, cảm ơn cả nhà.